hỏi ước mơ của mẹ thế nào. Đã quá lâu chẳng còn ai hỏi mẹ như thế. Suýt chút nữa mẹ cũng quên mình từng thế nào. Cũng có ước mơ mà được sống cuộc đời riêng mình. Khi còn bé mẹ ước sau này lớn lên mẹ sẽ tung bay đi khắp chân trời nhân thế. Rồi bỗng nhiên một ngày trong mẹ có con, ước muốn khi xưa đã hóa ra con từ bao giờ. Mẹ cũng quên dần quên ước mơ của mẹ là gì. Mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no. Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của mẹ chính là con, là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia đình. Trước mẹ vẫn thấy con đùa vui trước sân, thế mà giờ đây con lớn nhanh sau năm ấy. Rồi con cũng có ước mơ riêng mình và con cũng cố gắng theo hết mình. Con ơi hãy ước mơ thay phận mẹ. Mẹ cũng quên dần quên ước mơ của mẹ là gì. Mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no. Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của mẹ chính là con, là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia đình. Mẹ cũng quên dần quên ước mơ của mẹ là gì. Mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no. Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của mẹ chính là con, là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia đình. Ước muốn khi xưa lại như một kỷ niệm. Dịu dàng em đến bỗng khiến tim anh mơ màng, nàng tựa ánh nắng chiếu sáng tâm hồn anh. Lòng anh đắm đuối si mê em nồng nàn. Thao phút cho bối rối vì yêu em, thao phút cho bối rối vì thương em, thao phút cho bối rối anh yêu em ngay từ giây phút đầu tiên gặp. Đã đến lúc phải nói lời yêu em, đã đến lúc phải nói tâm tư này. Girl just make me feel so crazy, I'm falling in love. Trong tim anh đập đùng đùng, ba da ba da ba da boom. Trong tim anh đập đùng đùng, ba da ba da ba da boom. Trong tim anh đập đùng đùng, ba da ba da ba da boom boom. Trong tim anh đập đùng đùng, ba da ba da ba da boom. Yeah. Thôi phút chốc nàng lướt qua nhẹ nhàng, khi tim anh bỗng mơ ngẩn ngơ ngắm nhìn nàng. Chìm đắm trong mê tình yêu, nghĩ về em từng phút từng giờ, chỉ mong được bên cạnh em. Feel your body on my girl. Phút giây nàng đến đây đã khiến anh cuồng quay, đầu óc anh chìm đắm trong hình bóng em bủa vây. Lần nữa chỉ nghĩ về em thôi, không quan tâm ngày đêm trôi, tương lai chẳng thấy xa rồi, ta bên nhau đến muôn đời. Tâm trí anh chỉ nghĩ về em, chưa ước mong được ngắm
nhìn em. Em khiến anh suy nghĩ cả đêm, làm sao có thể được bên em mỗi đêm. Trong tim anh đập đùng đùng, ta da ta da ta da boom. Trong tim anh đập đùng đùng, ba da ba da ba da boom. Trong tim anh đập đùng đùng, ba da ba da ba da boom boom. Trong tim anh đập đùng đùng, ba da ba da ba da boom. Từng đêm quanh thắm tâm trí, anh cứ ngẩn ngơ vì em. Sao em cứ quằn quại trong giấc mơ anh vậy? Dù cho ngày nắng mưa hay dẫu có bao giông bùa vây, thì ở đây vẫn luôn có anh chờ mãi. Trong tim anh đập đùng đùng, ba da ba da ba da boom. Trong tim anh đập đùng đùng, ba da ba da ba da boom. Trong tim anh đập đùng đùng, ba da ba da ba da boom boom. Trong tim anh đập đùng đùng, ba da ba da ba da boom. Thao phút cho bối rối vì yêu em, thao phút cho bối rối vì thương em, thao phút cho bối rối anh yêu em ngay từ giây phút đầu tiên gặp. Đã đến lúc phải nói lời yêu em, đã đến lúc phải nói tâm tư này. Girl, just make me feel so crazy, I'm falling in love. Trong tim anh đập đùng đùng, ba da ba da ba da boom. Trong tim anh đập đùng đùng, ba da ba da ba da boom. Trong tim anh đập đùng đùng, ba da ba da ba da boom boom. Trong tim anh đập đùng đùng, ba da ba da ba da boom. Chiều hoàng hôn buông nhẹ nhàng thướt tha ngày qua, dịu dàng em đến bỗng khiến tim anh mơ màng. Nàng tựa ánh nắng chiếu sang tâm hồn anh, lòng anh đắm đuối si mê em nồng nàn. Thao phút cho bối rối vì yêu em, thao phút cho bối rối vì thương em, thao phút cho bối rối anh yêu em ngay từ giây phút đầu tiên gặp. Đã đến lúc phải nói lời yêu em. Xin chào tất cả mọi người nha. Và ngày hôm nay là thứ bảy, một ngày rất là đẹp đúng không mọi người? Chúng ta sẽ có buổi hẹn vào lúc 20 giờ tối ngày hôm nay trên Nick Holland Việt Nam. Và ngày hôm nay ngoài những deal vô cùng hấp dẫn và giá trị ra, chúng ta còn ra mắt một dòng sản phẩm mới. Đó là dòng sản phẩm được mang tên sữa rửa mặt trùng ngây. Nên là chúng ta sẽ cùng nhau gặp 20 giờ tối ngày hôm nay. Hy vọng là mọi người chúng ta có thể là săn những cái điều thật là hấp dẫn và cùng nhau chào đón với dòng sản phẩm mới nhá. Mày chuyện mình mày biết dân đúng. Ok chưa? Bãi cháy gì đủ chưa? Chưa phê hả? Chưa phê hả? Chưa phê hả? Bạn chen gì nữa? Bắt đền đi không? Cái này bắt đền đi ngoài biết nhỉ? Sao? Rồi.